Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một số tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía Tây hôm 30 tháng 1, chỉ 2 ngày sau khi nước này bắn thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm từ bờ biển phía Đông. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JCS cho biết họ phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30 tháng 1 từ bờ biển phía Tây của nước này, nhưng không nêu rõ số lượng tên lửa. JCS cho biết trong một thông báo gửi tới các phóng viên, trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để theo dõi các dấu hiệu bổ sung về hành động khiêu khích của Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ 3 trong một tuần. Trước đó, hôm 28 tháng 1, Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm mới được phát triển, có tên là Pulwasan 3-31, ngoài khơi bờ biển phía Đông, chỉ vài ngày sau khi tên lửa hành trình chiến lược này được thử nghiệm lần đầu tiên vào hôm 24 tháng 1. Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm và dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA khẳng định vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm nói trên không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với an ninh của một nước láng giềng và không liên quan tình hình khu vực. Đồng thời cho biết ông Kim Jong-un đã hết sức hài lòng với kết quả của vụ phóng. Bình Nhưỡng đã tăng tốc thử nghiệm vũ khí trong năm mới, bao gồm các cuộc phóng thử hệ thống vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân dưới nước và tên lửa đạn đạo siêu vượt âm sử dụng nhiên liệu rắn. Vào ngày 24 tháng 1, Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận phóng thử tên lửa hành trình Pulwasan 3-31. Theo Bình Nhưỡng, đây là một nỗ lực nhằm tăng cường năng lực của tên lửa mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Một số chuyên gia cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có quyết định chiến lược tham chiến, giống như Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành đã thực hiện vào năm 1950, trong bối cảnh Mỹ đang bị phân tâm bởi những cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Tuy nhiên, các quan chức tại Washington và Seoul đều không cảm nhận được một cuộc chiến sắp xảy ra. Dù không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về mối đe dọa quân sự trực tiếp vào thời điểm này, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi nguy cơ hành động quân sự của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, một quan chức giấu tên của Mỹ chia sẻ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik vừa bác bỏ những tuyên bố cường điệu quá mức của một số chuyên gia Mỹ rằng khả năng xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên hiện đang cao nhất kể từ chiến tranh Liên Triều 1950-1953. Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Theo Bộ trưởng Shin Won-sik, những nhận định của các chuyên gia trên chỉ có lợi cho cuộc chiến tâm lý của Triều Tiên. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ chối bình luận về khả năng Triều Tiên đang lên kế hoạch hành động quân sự, chỉ nêu rõ Tokyo vẫn đang theo dõi chặt chẽ những tuyên bố và hành động của Bình Nhưỡng. Sidney Saylor, người từng làm việc tại Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, nhận định Triều Tiên chưa chuẩn bị cho chiến tranh. Thêm vào đó, ông Donald Trump, ứng cử viên đầy tiềm năng của Đảng Cộng Hòa, trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay khi còn là Tổng thống, từng dọa sẽ rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc, cũng như có thái độ khá ôn hòa với ông Kim Jong-un. Mặc dù đánh giá nguy cơ đã bị thổi phồng, nhưng một số quan chức và nhà phân tích có cùng một nhận định rằng Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục hoặc thậm chí gia tăng các hành động khiêu khích sau khi Bình Nhưỡng đạt được những bước tiến trong phát triển tên lửa đạn đạo, cũng như từ bỏ mục tiêu kéo dài hàng thập niên là thống nhất với Hàn Quốc. Bộ trưởng Shin Won-sik cho rằng Triều Tiên có thể gia tăng áp lực vào thời điểm bầu cử Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 4 và bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Trước hai sự kiện chính trị này, Bình Nhưỡng có thể sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho mục đích chiến lược bằng các hành động khiêu khích cường độ cao như phóng vệ tinh do thám, tên lửa xuyên lục địa hoặc thử hạt nhân. Những động thái và tuyên bố mới nhất của các bên liên quan đến bán đảo Triều Tiên diễn ra sau bản báo cáo khuấy động tranh luận được đăng trên trang 38 North của Trung tâm Nghiên cứu Stimson, Mỹ, của cựu chuyên gia phân tích tình báo Mỹ Robert Carlin và nhà khoa học hạt nhân Seifu Hacker. Theo hai chuyên gia này, Triều Tiên cho rằng xu thế toàn cầu hiện nay tạo điều kiện thuận lợi có thể dẫn tới một giải pháp quân sự cho vấn đề bán đảo Triều Tiên. Hai chuyên gia lập luận rằng, về cơ bản, Triều Tiên đã thay đổi tư duy chiến lược, từ bỏ mục tiêu cuối cùng là cải thiện quan hệ với Mỹ, sau hội nghị thượng đỉnh Kim-Trump thất bại.
giờ đây Bình Nhưỡng tập trung hợp tác với Trung Quốc và Nga và củng cố lập trường cứng rắn hơn với Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, ngày 24 tháng 1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ đang duy trì hệ thống phòng thủ thích hợp trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm vũ khí. Phát biểu với báo giới, ông Kirby nhấn mạnh, chúng tôi đang theo dõi sát và tôi muốn khẳng định rằng Mỹ tin tưởng vào khả năng phòng thủ hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là phù hợp. Phát biểu trên được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên cùng ngày đã phóng một số tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 9 năm 2023 và diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn IRBM ngày 14 tháng 1 và thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước HA-5-23 ngày 19 tháng 1. Các quan chức ngoại giao cấp cao Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong cuộc gặp ba bên ngày 18 tháng 1 vừa qua đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp diễn ra tại Seoul giữa đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gun, với những người đồng cấp Jung Park của Mỹ và Hirouzuki Namazu của Nhật Bản. Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp, bà Jung Park, quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, bày tỏ hết sức quan ngại về việc Triều Tiên trong thời gian gần đây có những lời lẽ thù địch đối với Hàn Quốc. Theo bà Jung Park, điều này làm gia tăng căng thẳng không cần thiết trên bán đảo Triều Tiên. Bà Jung Park cũng đề cập vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn IRBM của Triều Tiên ngày 14 tháng 1 vừa qua, nhấn mạnh rằng những động thái này đòi hỏi các đồng minh và đối tác của Mỹ phải chú ý và phối hợp hành động. Trong khi đó, đặc phái viên Hàn Quốc Kim Gun cho rằng, với những động thái làm leo thang căng thẳng gần đây, Bình Nhưỡng đang đi ngược lại con đường tiến tới hòa bình. Về phần mình, Vụ trưởng Vụ Châu Á – Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Namazu Hirozuki nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ nghiêm các nghĩa vụ do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề ra. Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây tuyên bố hủy bỏ cam kết lâu dài về tiến trình hòa bình thống nhất hai miền. Bình Nhưỡng cũng quyết định đóng cửa các cơ quan phụ trách các vấn đề liên triều. Theo hãng thông tấn Yonhap, trước cuộc gặp ba bên nói trên, ông Kim Gun đã có các cuộc hội đàm song phương riêng rẽ với bà Jung Park và ông Namazu Hirozuki. Các hoạt động này cũng đánh dấu lần đầu tiên bà Jung Park tham gia các cuộc họp như vậy kể từ khi bà tiếp quản cương vị quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách các vấn đề Triều Tiên. Cương vị này trước đó được gọi với chức danh phái viên hạt nhân của Mỹ do ông Sung Kim đảm nhiệm và bà Jung Park là cấp phó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!